Chào toàn thể quý anh chị, mình đã quay trở lại với kênh Xế Xịn Sò Channel. Thì đối với quý anh chị nào mà vừa mới sở hữu dòng Hyundai Creta, dòng SUV gầm cao 5 chỗ, thì hôm nay em sẽ hướng dẫn cho quý anh chị mình sử dụng các nút chức năng cơ bản ở trên chiếc chìa khóa thông minh này. Thì với đối với những khách hàng mà nhận xe Creta từ đầu năm 2023 thì đều đã được nhận hai chìa khóa thông minh này. Còn những khách hàng mà nhận xe ở những cái lô mà từ giữa năm đến cuối năm 2022 thì chỉ tạm thời là nhận được một chìa khóa thông minh và kèm theo một chìa khóa cơ ha. Thì cái này là do việc thiếu hụt linh kiện nên dẫn đến là chỉ nhận được một chìa thôi. Đó. Thì trước kế bên em đây là chiếc Hyundai Creta phiên bản đặc biệt. À, chiếc này vẫn là chiếc nhập khẩu ha. Sắp tới thì Hyundai sẽ lắp ráp dòng Creta này tại thị trường Việt Nam. Đây, đầu tiên mình sẽ đi vào nút chức năng đầu tiên là nút lóc cửa. Thì nút này á, ví dụ xe đang mở cửa ha, thì mình sẽ nhấn vào nút này sẽ lóc tất cả các cửa, đồng thời sẽ gặp gương cho quý anh chị luôn ha, gặp gương chiếu hậu cho quý anh chị. Rồi tiếp theo là nút mở lóc cửa. Đây, mở lóc cửa. Ngoài tính năng là mở khóa các cửa và mở cái gương chiếu hậu này á, thì nút này còn có chức năng là hạ kính. Thì ở đây chỉ hạ được kính cửa tài từ xa ha, từ xa nè, mà không cần nhấn nút cơ bên trong ha, anh chị nhấn giữ ha. Này đó, anh chị thấy chưa, nó sẽ mở nha. Rồi thì cũng như nút mở lóc cửa thì nút khóa lóc cửa này á, nó cũng sẽ đồng thời có chức năng nè lên kính. À, đây, anh chị mình em nhấn cho nghe. Khóa lại ha. Nhấn giữ. Khoảng tầm 3 đến 5 giây là nó sẽ tự động đi lên. Đó, nó đi lên, mình phải nhấn giữ nha, nó sẽ đi lên. Đây. Đã lóc cửa. Ngoài ra cái chìa khóa thông minh này mình bỏ trong túi nè. Mình bỏ trong túi. Thì trên tay nắm cửa của Hyundai Creta nó có cái nút mở cửa thông minh nè, mở khóa cửa thông minh nè, mình nhấn vào đây ha. Đó. Thì nó cũng sẽ mở thôi nếu mà cửa đang khóa. Đây, quý anh chị thấy không? Rồi, nếu mà cửa đang mở ha, mình nhấn. Nó sẽ khóa lại cho quý anh chị mình. Rồi. Đó. Đó là hai nút đầu tiên ha, quý anh chị. Rồi, tiếp theo là nút thứ ba. Cái nút thứ ba này là nút hôn. Nút này thì dùng để đề nổ từ xa. Xe quý anh chị mình để ngoài nắng và mình ngồi uống cà phê hay ăn sáng trưa gì đó, rồi trước khi mình ra mình muốn cho nó mát trước á, thì mình sẽ dùng cái nút này mình đề nổ xe. Thì ở cái phần đề nổ xe này á, thì xe sẽ nổ máy và điều hòa sẽ mở, nhưng cửa vẫn lóc nha, không ai có thể vào được nha quý anh chị. Đây, em sẽ làm thử cho quý anh chị. Đây, em đến gần ha. Đây, nút hôn ha. Rồi. Em đến gần nổ cho quý anh chị mình nghe ha. Đó, đã nổ máy ha. Và như em nói, tuy nổ máy nhưng mà cửa không thể mở. Đó, không thể mở nha quý anh chị. Đây, em quay gần cho quý anh chị xem. Quý anh chị mình có thể nhìn thấy cửa vẫn khóa nha, cửa vẫn khóa ở hệ thống điều hòa đang mở để làm mát cho xe mình trước khi mình ra ha. Nếu anh chị mình không đi nữa thì mình có thể nhấn lại nút hôn, nhấn một cái thôi là sẽ tắt ha, không nổ nữa. Đó, không nổ nữa là sẽ tắt thôi ha. Nút hôn thứ ba nha, nút hôn mà có cái biểu tượng hình mũi tên mà uốn tròn á, uốn cong á. Đó, nút hôn thứ tư á, nút này có biểu tượng cái cốp mở.
thực sự ra nút này ở trên cái chìa khóa thông minh của Reta nào nó vô tác dụng, nó chỉ là cái nút chờ thôi nha, nó không hề mở cốp nha, tại vì cốp này nó cốp cơ không phải nó cốp điện nha. Nếu quý anh chị mình muốn sử dụng cái nút này á, thì quý anh chị mình hãy liên hệ em để được tư vấn, mình sẽ đổ thêm cái phần cốp điện, thì khi đó nó sẽ tích hợp vào đây cho mình luôn. Khi đó mình sẽ nhấn giữ ở cái nút hold này, cốp sẽ mở lên giống như Santa Fe cũng như Tucson á, có cốp điện thông minh á. Chứ còn đây thì nè, em nhấn cho quý anh chị coi ha, em nhấn giữ nè, chớp đèn vậy thôi, nhận tín hiệu của chìa khóa thôi, chứ cốp này cốp cơ nên không thể tự mở được. Rồi, muốn mở cốp này thì cũng phải dùng tay nhấn vô cái nút mở cốp thôi nha. Đó. Chứ không thể mở bằng cái nút này được, nút này nè, nút chờ thôi. Vâng, vừa rồi em đã hướng dẫn cho quý chị mình sử dụng và tác dụng của 4 nút trên chiếc chìa khóa thông minh của Hyundai Creta. Thì quý chị mình có những thắc mắc gì thì có thể bình luận phía dưới video, em sẽ cố gắng giải đáp thắc mắc cho quý chị mình một cách sớm nhất. Thì quý chị mình có thể cho em xin một like, một follow kênh. Thì sắp tới em sẽ làm những cái story về hướng dẫn sử dụng xe Hyundai nói chung, cũng như dòng Hyundai Creta này nói riêng, các chi tiết, các tính năng trên xe, cũng như test thử các tính năng ngoài thực tế cho quý anh chị mình tham khảo và sử dụng xe ha. Rồi, cảm ơn quý anh chị mình đã lắng nghe.